Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, cơn bão 84 năm có một mang tên Hillary đã suy yếu thành hậu xoáy thuận nhiệt đới nhưng vẫn mang theo lũ lụt và gió giật, đe dọa tính mạng đến phần lớn vùng Tây Nam Mỹ. Theo tin bão của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, sau khi đổ bộ vào Nam California hôm 20 tháng 8, Hillary vào sáng sớm 21 tháng 8 giờ địa phương đã di chuyển qua trung tâm Nevada, cách San Diego khoảng 627 km về phía bắc với sức gió 56 km/h. Dự kiến mưa lớn tiếp tục gây ra lũ quét, lũ lụt đô thị đe dọa tính mạng, lở đất, lở bùn thảm khốc ở một số nơi. Lũ lụt cục bộ dự kiến diễn ra vào sáng 22 tháng 8 trên khắp các khu vực phía bắc của Intermountain West, dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết các khu vực thường không xảy ra lũ quét sẽ bị ngập lụt cảnh báo lũ lụt có hiệu lực đối với hơn 25 triệu người từ Nam California đến Bắc Idaho. Những cơn gió mạnh và gió giật dự kiến ảnh hưởng đến khắp các khu vực của miền Tây nước Mỹ, đặc biệt là ở và gần các khu vực có địa hình cao hơn. Thị trưởng San Diego Todd Gloria nói với CNN, Nói chung, chúng tôi không quen với mức độ mưa này, chắc chắn không phải vào giữa mùa hè, chúng tôi thật sự bị choáng. Lũ lụt, lở đất, cây cối và dây điện bị đổ đã được báo cáo rộng rãi trên khắp miền Nam California. Ở Pampering, các đường dây 991 ngừng hoạt động khi các con đường biến thành sông. Nhiều giờ trước đó, xe cộ bị ngập hết bánh trong nước lũ. Mặc dù bão Hillary đã yếu đi đáng kể, nhưng vẫn chút thịnh nộ xuống California khi di chuyển xa hơn vào đất liền, kéo theo lo ngại liên tục rằng lũ lụt và lở đất có khả năng gây chết người. Theo dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm Dự báo Thời tiết của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA, Bão Hillary đã thiết lập mức độ cao mới về lượng mưa, gần gấp đôi kỷ lục 116 năm của lịch sử Nevada tính đến sáng 21 tháng 8. Lượng mưa 140mm đã đổ xuống Lee Canyon, Nevada, phá vỡ kỷ lục trước đó là 70mm từ một hệ thống nhiệt đới không tên vào năm 1906. Hillary đã tạo nên nền tảng mới cho các hệ thống nhiệt đới ở Nevada, khi đó nó trở thành cơn bão nhiệt đới đầu tiên từng đi qua bang này bão Hillary đã gây ra lượng mưa lớn và gió mạnh khắp California và các khu vực phía Tây Nam Hoa Kỳ vào cuối tuần qua. Tác động của cơn bão còn lâu mới kết thúc, nhưng các hồ sơ đã bắt đầu trồng chất. Dưới đây là những thống kê về cơn bão đầu tiên tấn công California trong 84 năm tính đến ngày 21 tháng 8. Lượng mưa cao nhất 300mm trong 48 giờ tại Mount San Jacinto, quận Riverside, California, gió mạnh nhất 135 km h ở độ cao 1.200 m tại Black Mountain, quận San Diego, California. Những điều đáng chú ý khác, Hillary là cơn bão đầu tiên đổ bộ California trong 84 năm. Hillary là cơn bão đầu tiên từng di chuyển vào Nevada. Los Angeles đã có ngày hè mưa kỷ lục hôm 20 tháng 8 với lượng mưa 70mm ở trung tâm thành phố. San Diego đã có ngày hè mưa kỷ lục vào ngày 20 tháng 8 với lượng mưa 46mm, gấp 10 lần lượng mưa trung bình vào mùa hè của thành phố. Thùng lũng chết có ngày mưa lớn thứ hai trong lịch sử vào ngày 20 tháng 8 với lượng mưa 42mm. Trước đó, ngày ẩm ướt nhất trong lịch sử ở đây là ngày 5 tháng 8 năm 2022 khi lượng mưa rơi xuống là 43mm. Thưa quý vị, theo tin bão mới nhất, bão Haron đổ bộ vào đảo Padre, Texas đánh dấu cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương 2023 đổ bộ vào Mỹ với sức gió 80 km h và gió giật mạnh hơn. Mưa lớn và gió mạnh tiếp tục đổ bộ vào các khu vực ở Nam Texas và Mexico, cũng như các khu vực xa hơn trong đất liền khi Harold di chuyển về phía Tây. Mùa bão Đại Tây Dương đang tăng tốc. Ba hệ thống nhiệt đới hình thành trong 24 giờ từ ngày 19 đến 20 tháng 8. Harold là cơn bão thứ tư trong 4 ngày Cảnh báo bão nhiệt đới đã được đưa ra từ cửa sông Rio Grande đến Port O'Connor, Texas, có hiệu lực từ Port O'Connor tới Saigon, Texas. Haron sẽ có thể đổ lượng mưa từ 76 đến 127 mm khắp phía nam Texas với lượng mưa cục bộ gần 177 mm trên khắp Mexico. Dự kiến sẽ có lượng mưa từ 101 đến 152 mm khi cơn bão di chuyển vào đất liền. Sức gió có thể giảm đi đôi chút nhưng vẫn có thể xảy ra gió giật với tốc độ từ 48 đến 64 km/h gây thiệt hại cục bộ. Chiều cường 304 đến 914 mm có thể gây ngập lụt trong thời gian ngắn ở các vùng trũng thấp ven biển dọc theo cửa sông Rio Grande đến Sazon, vịnh Ba Phần, Corpus Christi và vịnh Matagoda. Tình trạng sóng dữ và dòng chảy xiết đe dọa đến tính mạng sẽ kéo dài trên khắp bờ biển phía nam Texas và tiểu bang cũng có thể chứng kiến một vài cơn lốc xoáy. Bão tấn công miền Nam Texas khi khu vực này tiếp tục phải đối mặt với một trong những mùa hè nóng nhất và khô hạn nhất được ghi nhận. Trong khi những cơn mưa do ảnh hưởng của bão có thể giúp làm dịu đi các phần của tiểu bang bị hạn hán, thì một số điều kiện hạn hán tồi tệ nhất, những khu vực hạn hán nghiêm trọng và đặc biệt ở miền Trung Texas có thể không có nhiều mưa. Trong khi đó, một cơn bão khác, bão Franklin, chuẩn bị đổ bộ Hispaniola với lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Cơn bão cũng sẽ mang lại lượng mưa lớn cho Puerto Rico. Tính đến sáng ngày 22 tháng 8, bão Franklin có sức gió 80 km h nằm trên biển Caribe, cách Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, khoảng 418 km về phía nam. Franklin chuyển hướng về phía bắc và đổ bộ vào Hispaniola vào ngày 23 tháng 8. Franklin sẽ gây mưa rất lớn trên khắp Hispaniola từ ngày 22 đến 23 tháng 8, làm tăng nguy cơ lũ quét và lở đất. Lượng mưa có thể lên tới 380mm, riêng ở Puerto Rico Lượng mưa được dự báo là 150 mm cho đến ngày 24 tháng 8, nhưng hòn đảo này sẽ thoát khỏi điều tồi tệ nhất của bão Franklin. Thưa quý vị, trở lại với tình hình diễn biến thời tiết trong nước, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc sẽ đón một đợt mưa rông diện rộng với cường độ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to liên tiếp đến cuối tháng 8. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa to cục bộ và mưa lớn diện rộng có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Do tác động của mưa lớn, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhận định thời tiết từ đêm nay 24 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, cơ quan khí tượng cho biết Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng đêm 24 tháng 8 và từ khoảng 28 đến 30 tháng 8 có khả năng có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trung Bộ từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 8, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có nắng nóng. Từ khoảng ngày 29 tháng 8, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Tuy nhiên, dự báo xa hơn, từ nay đến đầu tháng 9, miền Trung sẽ còn xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, xen giữa các đợt mưa, trong đó nhiều ngày có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt cảnh báo nắng nóng ở trung bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Riêng từ ngày khoảng 28 tháng 8, có khả năng có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh mưa lớn gây nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở nhiều địa phương lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường uy hiếp tính mạng của người dân gây tắc nghẽn giao thông cục bộ làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện phá hủy các công trình dân sinh kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất hoạt động kinh tế xã hội